Một. Lần này tuyệt đối không bộ câu. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tokyo, Sumida. Hứa Thành đứng tại phòng vệ sinh tắm gương trước, cố gắng mở ra cặp mắt của mình, xuyên thấu qua tấm gương, quan sát ánh mắt của mình. Tại hắn tầm mắt bên trong, có thể rõ ràng trông thấy một cái 99% số lượng. Cái số này là một tháng trước xuất hiện, mỗi ngày gia tăng 3% tả hữu, một mực tiếp tục cho tới hôm nay. Hắn cũng không biết đây là vật gì, cũng đi bệnh viện kiểm tra qua, bác sĩ phán đoán có thể là nào đó loại bay mũi chứng, để hắn ngủ sớm dậy sớm thiếu bắn súng. Nhưng hứa Thành vốn là ngủ sớm dậy sớm, mỗi ngày phải ngủ đủ 8 giờ, ngủ trước sẽ còn uống chén sữa bò làm thể thao, lên giường lập tức ngủ say, một giấc đến hừng đông, quyết không đem mệt nhọc cùng áp lực lưu đến ngày thứ hai, người quen biết đều nói hắn rất bình thường. Hắn cực kỳ xác định cái số này không phải bay mũi chứng đến tột cùng là cái gì, tối nay đến 100 liền có thể thấy rõ ràng. Cũng không thể giống tổ phụ bối đồng dạng, tráng niên mất sớm đi. Bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, hứa thành đi ra phòng vệ sinh, nhìn thấy ngoài cửa tiến đến một cái nữ hài. Chừng 20 tuổi, dáng người 10 phần cao gầy, tiếp cận một M75, eo nhỏ nhắn đôi chân dài, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, mái tóc đen nhánh buộc thành đuôi ngựa. Nàng gọi Thu Cung Nguyệt, là hứa thành bạn cùng phòng, nghề nghiệp là đầu bếp hứa thành chào hỏi một tiếng hôm nay sớm như vậy tan tầm thu cung nguyệt chỉ là hơi một gật đầu xem như đáp lại sau đó trực tiếp hướng gian phòng của mình đi đến thu cung nguyệt lãnh đạm đối người nhật tới nói rất thất lễ nhưng hứa thành cũng không phải là người nhật không quan tâm thái độ của nàng chỉ để ý nàng có hay không đúng hạn giao tiền thuê nhà đồng thời hắn cũng hoài nghi thu cung nguyệt cũng không phải là đầu bếp ngươi gặp qua cái nào đầu bếp luôn luôn đi muộn về sớm ngẫu nhiên còn đêm không về ngủ mỗi lần đi ra ngoài trong tay đều mang theo một cái cái rương cùng nó nói là đầu bếp chẳng bằng nói là nào đó loại thích cùng cảnh sát thúc thúc đánh du kích thường xuyên ẩn hiện tại khách sạn tình yêu quán trọ này địa phương thần bí chức nghiệp giả đối với cái này hứa thành mười phần đau lòng thật không rõ còn trẻ như vậy xinh đẹp nữ hài tử làm sao lại đi đến một con đường như vậy đạo đức ở đâu Tôn Nghiêm ở đâu? Công việc địa chỉ ở đâu? Nếu như tương lai có tiền, hắn nhất định phải thật tốt chiếu cố một chút thu cung nguyệt sinh ý, để nàng tích lũy đủ tiền, sớm ngày thoát ly khổ hải. Trở lại bên trong phòng mình, hứa thành ngồi tại máy tính trước, mở ra gõ chữ phần mềm, vén ống tay áo lên bắt đầu gõ chữ. Cùng rất nhiều sinh viên đồng dạng, hứa thành sau khi tốt nghiệp đại học, cũng là ý chí kế hoạch lớn chí lớn, chuẩn bị mở ra trong lòng khát vọng công việc nửa năm sau liền triệt để cá ướp muối hóa đời ta cũng liền dạng này mệt mỏi hủy diệt đi hứa gia tổ tông là hoa kiều từng tại đông nam á các nơi phấn đấu qua vừa lúc tại nhật bản lưu lại một chỗ bất động sản hứa thành dứt khoát từ chức xuống biển dùng cố gắng hai mươi mấy năm tích xúc tăng thêm tổ tông bất động sản điểm ấy trợ giúp nhỏ rốt cục trở thành một cái vạn ác bao tô công kim chức tiểu thuyết mạng tác giả mặc dù mỗi tháng tiền thuê nhà cùng tiền thù lao cũng không nhiều, nhưng dùng để sinh hoạt đã dư xài, dù sao cũng so những cái kia tuổi trẻ liền chịu thành đầu trọc, lúc nào cũng có thể chết vội trước các đồng nghiệp phải tốt hơn nhiều. Sắc trời dần dần tối xuống, tại máy tính trước phấn chiến hơn 5 giờ hứa thành rốt cục dừng lại. Hắn nhìn một chút không đủ một ngàn chữ tiểu thuyết bản thảo, lại nhìn một chút ba tháng chính phủ cuộc thi xếp hạng chiến tích, còn có chất trên bàn đầy túi đồ ăn vặt, không khỏi thở dài được rồi ngày mai lại nỗ lực a à. mặc dù có chút có lỗi với độc giả chỉ là làm bồ câu nhất thời thoải mái một mực bồ câu một mực thoải mái hắn đã là bồ câu hình dáng đóng lại máy tính về sau hứa thành cầm điện thoại di động lên điểm cái thức ăn ngoài sau đó đứng dậy duỗi lưng một cái toàn thân xương cốt đều tại ken két vang phần eo ẩn ẩn làm đau hắn nhìn thoáng qua thả trong góc mua được sắp hai tháng kết quả một mực tại hít bụi mấy tập thể hình bỗng nhiên có chút xấu hổ. Ta làm sao như thế sa đọa, liền chính mình thân thể đều không tốt thật yêu tiếc, cả ngày chỉ biết là chơi game, bắt đầu từ ngày mai, nhất định phải thật tốt rèn luyện thân thể, lần này tuyệt đối không bồ câu. Ở trong lòng thứ không biết bao nhiêu lần thề muốn rèn luyện về sau, xấu hổ cảm giác thần kỳ biến mất. Hứa thành huyết sáo rời phòng, đi vào phòng khách, rót cho mình một chén nước uống. Tiếng mở cửa bỗng nhiên vang lên. Thu Cung Nguyệt mang theo một cái cái rương đi ra gian phòng của mình, liếc qua Hứa Thành, hướng hắn hơi khẽ gật đầu, sau đó đi hướng cửa lớn. Hứa Thành biết, Thu Cung Nguyệt lại muốn đi làm, có thể là xin ý tới. Nhìn qua nàng dáng dấp yểu điệu xinh đẹp bóng lưng, Hứa Thành đầu óc bên trong bỗng nhiên xuất hiện một câu, mông lớn qua vai. Hắn lắc đầu, đem cái này loại ô uế tư tưởng vải ra. Làm thời đại mới thanh niên tốt, sao có thể ở sau lưng ý dâm người khác, tối thiểu đến trở lại trong nhà vệ sinh mới được bất quá cái này cũng càng thêm kiên định hứa thành chiếu cố thu cung nguyệt sinh ý trợ giúp nàng thoát ly khổ hại ý nguyện nhưng đầu tiên đến làm cho tài khoản của mình số dư còn lại số lẻ về sau nhảy hai lần hắn trong lòng tràn ngập đấu chí một lần nữa về đến phòng tiếp tục phấn đấu thu cung nguyệt trời đi ở lại chung cư trên mặt nhiều một cái khẩu trang che kín dung nhan xinh đẹp bất quá chỉ bằng nàng cái này sắc khí độ kéo căng dáng người dù là chặn mặt cũng ngăn không được người qua đường kinh diễm ánh mắt cái này khiến thu cung nguyệt có chút phiền não nghề nghiệp của nàng quyết định nàng nhất định phải bảo trì điều thấp không làm cho người chú mục nhưng dáng người là trời sinh trừ phi mổ nếu không rất khó làm ra khá lớn cải biến mượn bóng đêm thu cung nguyệt đi vào phụ cận một nhà không cần đăng ký liền có thể vào ở quán trọ nhỏ mở cái gian phòng sau khi vào phòng Nàng trước cẩn thận kiểm tra một lần, xác định không có nghe lén thiết bị hoặc là camera, sau đó mới mở ra một mực mang theo người cái rương. Trong rương, song song đặt vào từng trương mỏng như cánh ve mô phỏng chân thật mặt người da, dùng đặc thù vật liệu chế thành, cùng da người tại cảm nhận cùng xúc cảm trên hoàn toàn không có khác nhau. Thu cung nguyệt chọn lựa ra khuôn mặt da, thận trọng dán tại trên mặt mình, sau đó lấy ra một chút công cụ phụ trợ, tại tấm gương trước bắt đầu tân trang bắt đầu. Theo động tác của nàng, da mặt này hoàn mỹ khảm hợp tại trên mặt nàng, không có bất kỳ cái gì sơ hở, cũng khiến nàng triệt để biến thành một cái khác người, dù là ở chung nửa năm hứa thành đứng tại mặt trước, cũng tuyệt đối nhận không ra. Trở mặt sau khi thành công, Thu Cung Nguyệt một lần nữa đeo lên khẩu trang, dẫn theo cái rương, từ quán trọ cửa sau rời đi, biến mất tại bóng đêm bên trong. Rốt cuộc đã đến. Hứa thành nằm ở trên giường, tầm mắt bên trong, cái kia thần bí số lượng đã đi tới 99. 9 phần trăm. Hắn một cái tay nắm lấy điện thoại, trên điện thoại di động đã theo tốt 119, một khi xuất hiện nguy hiểm, tùy thời đều có thể gọi điện thoại cầu cứu. Lúc đầu dự định trực tiếp đi bệnh viện dự định cái phòng bệnh ở lại, nhưng lại sợ thân thể xuất hiện dị thường bị phát hiện, biến thành tự chui đầu vào lưới chuột bạch, đành phải ở lại nhà chờ lấy. Làm số lượng chậm chạp biến thành 100 phần trăm lúc, hứa thành thần kinh cũng căng cứng tới cực điểm. Giọt ơ nhiệm vụ quản lý dụng cụ ghi vào thành công một thanh âm xuất hiện tại đầu óc bên trong, để hắn toàn thân chấn động, sửng sốt mấy giây, nắm chặt điện thoại di động tay lập tức trầm tĩnh lại, dài thở dài một hơi. Một tháng qua lo lắng hải hùng, để hắn ăn không vào ngủ không được, thể trọng cuồng rơi, kém chút chết gầy. Này cậu thí nhiệm vụ dụng cụ quản lý tác giả nếu là tại mặt trước, hứa thành nhất định ban ban cho hắn hai quyền muốn đưa kim thủ chỉ liền trực tiếp đưa làm cho như thế thần bí hề hề hù dọa ai đây bắt đầu quét hình một hàng chữ hiện lên ở hứa thành võng mạc bên trên ngay sau đó màu đỏ ánh sáng trống rỗng xuất hiện đảo qua hắn thân thể kiểm tra kết thúc khỏe mạnh tình trạng nguy các hạng chỉ tiêu thấp đề nghị từ bỏ khóa lại tiêu trừ ký ức tìm kiếm mới ký sinh chủ hòa tạo, đừng hứa thành trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên thật vất vả mới cầm tới kim thủ chỉ chuẩn bị đi đến nhân sinh đỉnh phong thế mà bởi vì thân thể quá kém muốn bị vứt bỏ đây là người nào ở giữa bi kịch ta bắt đầu từ ngày mai liền rèn luyện không 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 ta hiện tại liền rèn luyện lần này tuyệt đối không bồ câu lão ca ngươi đừng đi a à, không có ngươi ta sống thế nào hứa thành nhảy xuống giường cầm lên hai cái tạ liền bắt đầu làm vận động kiểm tra đến túc chủ chứa ghen tật bệnh mong muốn tuổi thọ 35 tuổi, đề nghị. Từ bỏ khóa lại, tiêu trừ ký ức, tìm kiếm mới ký sinh chủ, đề nghị. Hoàn thành nhiệm vụ, tăng cường thể chất, tiêu trừ tật bệnh ở 222. Ta tuyển hai. Hứa Thành không chút do dự quát to lên, phía sau mồ hôi đều chảy ra. Hứa gia có di truyền tính tật bệnh, từ thái gia gia bối bắt đầu vẫn chết sớm, điều này cũng làm cho Hứa Thành từ nhỏ dưỡng thành ngủ sớm dậy sớm không thức đêm thói quen tốt không nghĩ tới kết quả vẫn là đến tráng niên mất sớm. Loại chuyện này không muốn a, à, khai thác đề nghị dụng cụ quản lý sử dụng sổ tay. đã cấp cho khổng lồ tin tức một phát nhập hồn, trực tiếp trót vào hứa thành đầu óc bên trong, cũng mặc kệ hắn chịu hay không chịu được. làm hứa thành tiêu hóa hết những tin tức này về sau, cũng hiểu dụng cụ quản lý phương pháp sử dụng. dụng cụ quản lý không rõ lai lịch, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ tuyên bố nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ đạt được ban thưởng thất bại không trừng phạt, nhưng nếu như liên tục ba lần nhiệm vụ thất bại, dụng cụ quản lý liền sẽ lựa chọn bản thân tháo dỡ, tìm kiếm mới ký sinh chủ. Vì cái mạng nhỏ của mình suy nghĩ, hứa thành đương nhiên là liều mạng cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ. Dụng cụ quản lý không tiếp tục uy hiếp muốn chạy trốn, trực tiếp tuyên bố nhiệm vụ thứ nhất. Nhiệm vụ Hắc ác thủ lĩnh độ khó Đơn giản ư nội dung hiệp trợ thần bí nữ sát thủ chui vào yến hội, ám sát làm nhiều việc ác Kida Ken công ty trách nhiệm hữu hạn xã trưởng Kida Masakiko có tiếp nhận hay không nhiệm vụ hứa thành không do dự, lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ, cả người trong nháy mắt hóa thành một vệt ánh sáng, biến mất tại gian phòng bên trong. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.